Xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thơ mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thơ mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi thơ mò nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thơ mò nha các bạn. Bốn chín năm hai bốn ba làm gì đây? Của em đang cái số này đăng ký mail bao giờ chưa? Hả? Cái số điện thoại của em đăng ký mail bao giờ chưa? Mà mail? Gà mail luôn. Chưa. Biết bao cái đấy là cái app thì em biết, em có tải những cái đấy rồi thật. Mail. Mail thì chả biết là cái gì. Không, chả biết đây là cái gì. Thank you.
Vậy là mình đã lấy tô màu xong nha các bạn. Xin chào tất cả mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi tô màu nha. Và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút màu đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy bọt màu đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi gọt màu đây các bạn ạ. Mình đã gọt xong nhé, giờ mình sẽ tô màu các bạn.
Mình là mình đã đi tô màu xong nha các bạn ơi.